gà của đấu trường âm nhạc nhí tiếp tục bùng cháy với những màn đối đầu nảy lửa của các đấu sĩ nhí tài năng. Chín đấu sĩ, chín cá tính âm nhạc khác nhau. Ai sẽ chinh phục các vị ban giám khảo? Ai sẽ phải rơi xuống khoảng không bí ẩn? Và mẹ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng. Mẹ đi mãi theo câu chuyện buồn cổ tích mong mong và mưa. Chuyện mẹ xu ngày xưa thật xưa. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài. Không thể thiếu, đó là sự xuất hiện của ba vị thủ lĩnh tài ba và hài hước. Đó là ca sĩ Hồ Việt Trung, diễn viên Khả Nhi, diễn viên Quốc Khánh. Họ sẽ có những chiến thuật như thế nào để loại đi những đối thủ cạnh tranh của mình? Em liếc mắt qua bên kia, em thấy được cái sự mà điềm đạm, chững chạc của người anh của em. Ngủ rồi. Ngủ hả? Ngủ rồi nè. Đâu, em suy nghĩ chị, em đang tính toán cái chiến thuật của đội của em. Đây là một cái trận chiến không cần sức. Không cần sức. Đây là một trận chiến rất cần sức. Dạ, cắt khúc đầu dùm em nha. Nào, ngay bây giờ chúng ta cùng đến với sàn đấu của chương trình Đấu trường âm nhạc nhí. Dạ, tại vì con bán vé tàu á. Rồi, ngày hôm nay con đã bán xong vé tàu chưa? Dạ, xong rồi. Xong rồi đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ hai cô cháu mình đã sẵn sàng với chuyến tàu của Đấu trường âm nhạc nhí. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Tôi là Lâm Vĩ Dạ, trưởng toa tàu này. Còn con là Candy Ngọc Hà, là người soát vé tàu. Và chúng ta đang có mặt trên chuyến tàu đi đến vương quốc của tuổi thơ. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của các thủ lĩnh ngày hôm nay. Mời thủ lĩnh Hồ Việt Trung. Xin mời thủ lĩnh Khả Như. Trời ơi. Xin được chào mừng các thủ lĩnh ngày hôm nay đã có mặt trên chuyến tàu đi đến vương quốc tuổi thơ của chương trình Đấu trường âm nhạc nhí. Xin chào các thủ lĩnh. Dạ, Quốc Khánh xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đấu trường âm nhạc nhí. Wow. Rồi, cái tổ hợp phức tạp quá ha. Rồi, mời Khả Như. Dạ, Khả Như xin chào quý vị khán giả của chương trình Đấu trường âm nhạc nhí. Wow. Tiếp theo xin mời Hồ Việt Trung, làm sao cho nó nét nè. Dạ, Hồ Việt Trung xin được kính chào tất cả quý vị khán giả và chào luôn bốn vị xinh đẹp ở trên này. Và chào trân trọng nhất của Đấu trường âm nhạc nhí. Ngày hôm nay trên chuyến tàu này ngoài chúng ta ra thì còn có 7 vị hành khách ở bên kia. Hello, hello mọi người. Đó là những vị hành khách rất là khó tính. Họ là những giảng viên thanh nhạc, những ca nhạc sĩ có chuyên môn. Và họ là người sẽ cầm cân nảy mực cho những đấu sĩ ngày hôm nay. Lâm Vĩ Dạ muốn hỏi các vị giám khảo là ngày hôm nay tiêu chí chấm điểm của mình dành cho các đấu sĩ sẽ như thế nào ạ? À? Tôi sẽ thay mặt cho hội đồng ban giám khảo xin đưa ra tiêu chí chấm điểm của chương trình như sau. 50% sẽ dành cho chuyên môn, thể hiện qua giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc. 50% còn lại sẽ dành cho cách trình diễn tiết mục của các bạn, từ trang phục cho đến cách các bạn thể hiện bài hát, tương tác lẫn nhau làm sao mà thu hút mọi người bên dưới. Và điều đặc biệt là ban giám khảo có quyền thay đổi quyết định lựa chọn đấu sĩ ngay trong khi các bạn đang trình bày tiết mục của mình. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố khi các bạn bước lên khoảng không bí ẩn ở trên kia. Và chính vì vậy mà tôi xin chúc các đấu sĩ ngày hôm nay sẽ bình tĩnh, tự tin, cháy hết mình
và giành chiến thắng. Xin cảm ơn ạ. Ồ, vậy là bữa nay là những người này là những người quyết định cuộc chơi của ba đứa em à. Thì cho em xin ngoại giao chứ. Dạ em xin chào mấy anh chị. Dạ ăn ngày chưa lắc về em dẫn đi ăn này kia đâu đó. Dạ tình cảm em dành chứ. Ở đây giám khảo họ công tâm dữ lắm. Bây giờ thì xin mời ba vị thủ lĩnh hãy chọn quyền cho mình. Con hãy mời các cô chú chọn quyền đi con. Dạ cô trước hả con? Dạ tại cô con gái cho cô trước. Rồi giờ cô chọn cái nào nè? Dạ chọn cái nào cũng được. Trời thánh chú ha. Cảm ơn con. Không có sự lựa chọn. Lựa chọn của chú đâu. Nghe đây. Cảm ơn con. Và bây giờ sẽ là chi tiết dành cho các quyền. Quyền cứu là thủ lĩnh được ra hát hoặc đổi đấu sĩ đã bị loại của đội mình. Quyền chuyển là chuyển cho đấu sĩ khác trong đội ra thi đấu, hoặc có thể là chuyển đổi bài hát khác nếu bài hát hiện tại gây bất lợi cho đấu sĩ của mình. Quyền chặn là không cho chọn đội mình, phải chọn đội còn lại. Trong trường hợp đội còn lại đã bị loại, đấu sĩ được chọn có quyền chọn ngược lại đối thủ. Trong trường hợp chỉ còn 1 và 1, quyền này mất tác dụng. Dạ, mình hiểu hết rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Quyền hay quá. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ các vị hành khách nhí. Họ sẽ xuất hiện trên chuyến tàu của chúng ta. Đó là ai nhỉ? Muốn biết họ là ai, hãy đến với bài hát chung của các bạn nhé. Xin mời. Áp nhạc. Cứ ngây ngô say khờ, cứ làm người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê dòng trời, đừng băng khoang nghi ngờ. Có ai không sai lầm, chắc cuộc đời buồn lắm, sống vui ơn đi, khát khao ơn đi, sợ gì đời hoan phí. Cuộc sống muốn ngắn chỉ có một lần, làm sao để không phải ân hận, tất cả sẽ trôi qua phôi phai, chỉ có tình người lại mãi. Sống vui ơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi, dẫu ai chỉ bài trách ta thừa dài, thì ta cũng chẳng ngại tuổi thanh xuân trôi mau, chẳng níu được gì đâu. Hãy yêu một người, sống vui một đời, cứ làm gì mình thấy vui. Còn một lần là sao để không phải ân hận, tất cả sẽ trôi qua vội vàng, chỉ tình người có lại mãi. Sống vui ơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi, dẫu ai chê bai trách ta khơi dài, thì ta cũng chẳng ngại thôi, thay xuân trôi mau, chẳng yêu đường gì đâu. Hãy yêu một người, sống vui một đời, cứ làm điều mình thấy vui. Chỉ còn một lần, làm sao để không phải ân hận, tất cả sẽ trôi qua phôi phai, chỉ có tình người lại mãi. Chị Dạ nói là cái tàu này đi nhanh lắm.
tụi mình phải tìm được cái toa mà đứng không thôi tàu bỏ chạy. Và hiện tại thì chuyến tàu đi đến Vương quốc tuổi thơ chúng ta đang dừng chân tại ga trái cây, đúng không? Và đây là những hành khách nhí đang có mặt tại ga trái cây. Các vị thủ lĩnh đã có được sự lựa chọn của riêng mình. Và bây giờ chúng ta sẽ vén bức màn bí mật để xem những hành khách nhí này là ai nhé. Các bạn ơi, các tấm màn chiếu chiếu đã biến mất rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các hành khách ở toa A nha. Và bằng một cái năng lượng nào đó thì tụi em đã bắt đầu hiểu nhau sơ sơ. Chúng tôi xin được gọi tên nhóm ha. Đó là sầu riêng trụi gai không thơm đời không nể. Ôi cái tên nhóm nó ngắn như toa tàu này vậy. Đúng rồi, trong lúc xoay lưng lại với nhau á, cái mấy bạn nói là cô ơi cô đọc tên nhóm giùm con nha. Cái đọc dạy em một buổi trời mới. Thôi mình lấy là sầu riêng đi nha, dài quá MC không nhớ nổi đâu à. Vâng. Và chúng ta đã có tên đội là đội sầu riêng. Bây giờ từng thành viên sẽ giới thiệu về mình. Xin mời con gái. Dạ con là Mai Khôi. Con là sầu riêng muối bự. Dạ con tên là Thiên Bảo, con là sầu riêng muối vừa. Wow. Dạ con tên là Minh Thư, con là sầu riêng muối nhỏ. Quá dễ thương, quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với toa B. Xin mời. Mời các con hãy tự giới thiệu về mình. Xin chào tất cả cả nhà, con Văn Minh, con là Táo Đỏ. Lè. Táo Văn Đỏ. Minh. Xin chào cả nhà, con là Trâm Anh và biệt danh là Táo Xanh. Táo Xanh. Dạ con xin chào tất cả mọi người, con là Tina và biệt danh là Táo Vàng. Táo Vàng. Và nhóm chúng con có tên là Táo Hồng Vì. Táo không vị là táo không đường, ăn vô sẽ rất là giảm cân. Nghe có vẻ nhạt nhẽo nhưng mà rất tốt cho sức khỏe nha mọi người. Nghĩa là đội mình không nhạt nhẽo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với toa cuối cùng, đó chính là toa C. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp mặt các hành khách nhí của toa C nha. Xin mời. Tay bên tay. Ôi. Mời các con hãy tự giới thiệu về mình. Con xin chào tất cả các cô chú. Đội của chúng con tên là Thành Long Không Hạn. À, tên đội là Thanh Long Không Hạn. Ồ, Thanh Long mà không hạt hả? Ở bên đây là sầu riêng trụi gai, bên đây là táo không vị, Thanh Long không hạt. Mấy cái giống mới không ha? Cô, con thấy cái này rất là hợp luôn. Tại vì mình đang ở ga trái cây nên toàn là trái cây, nhưng mà trái cây đặc biệt không à. Ra đây là cái điều thú vị của các hành khách nhí ha. Con xin tự giới thiệu, con là trái thanh long Úc Hạnh Trang. Con xin tự giới thiệu, con là trái thanh long anh ba Hoàng Minh. Con xin tự giới thiệu, con là thanh long cả Thảo Nhi. Xin được cảm ơn phần giới thiệu của các hành khách nhí. Mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó là mời tất cả mọi người hãy đến với bài hát đầu tiên ạ. Con biết hả bài này hát sao con Quốc Khánh. Ngày xưa lúc thơ bé ta thường nghe mưa hàng và khi cơn mưa lại có bông nưa sờ ta đó. Mẹ bảo ta rằng bông bông Vâng, và với bài hát Công Chúa Bong Bóng thì đội nào sẽ muốn thách đấu với nhau ạ? Thách đấu hả? Thách đấu. Em. Đội của thủ lĩnh Quốc Khánh, em muốn thách đấu với đội nào? Em muốn thách đấu với lại đội Thanh Long chưa chín bên kia. Thanh Long chưa chín, mình có chấp nhận lời thách đấu không? Bên này không chấp nhận. Rồi nếu như mà Hồ Việt Trung không đồng ý lời thách đấu của Quốc Khánh thì Khải Như, em có đồng ý lời thách đấu không? Con, tụi con muốn không? Thể theo yêu cầu của đội em đồng ý ạ. Mà
ơi, thủ lĩnh Quốc Khánh hãy chọn đấu sĩ cho đội mình. Ở đây có hai công chúa. Hai công chúa, một hoàng tử. Em tạm ém hoàng tử lại để cho hoàng tử có thể mà có dịp thể hiện những cái bài hát mà nó sẽ mạnh mẽ hơn. Giấu hoàng tử lại. Dạ. Cất vô tủ. Giấu lại, nhưng mà không biết là cái may mắn hay là cái như thế nào mà cảm thấy có một cô bé cầm sẵn cái micro. Cho nên là em nghĩ là em sẽ chọn bé Tina ra thi đấu. Rồi, Tina sẽ thi đấu. Mời thủ lĩnh Khả Như hãy chọn đấu sĩ ạ. Dạ, theo cái sự mà ký ức của em nhớ là bài Công Chúa Bong Bóng là nó có nam và nữ hát. Ở đây, em xin chọn bạn Thiên Bảo nha con. Thiên Bảo. Dạ, Thiên Bảo ạ. Bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy bước ra sàn đấu ạ. Hay quá, bản lĩnh quá. Và bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu. Chính
cảm ơn phần trình diễn của chị Tina và anh Thiên Bảo. Xin mời cả nhà hãy nhận xét về đấu sĩ của mình sau phần trình diễn. Riêng em thấy bé Thiên Bảo rất là tự tin, hát rất là thoải mái. Em nghĩ là cái quãng giọng cũng phù hợp với bạn, giống như một cái chàng hoàng tử đi dưới mưa thật sự luôn á. Em cảm thấy rất là thích ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh Hồ Việt Trung. Với một người ngoài cuộc, mình có nhận xét gì về phần trình diễn vừa rồi? Thường thường thì người ngoài cuộc luôn công tâm chị ạ. Đúng rồi. Dạ, em thấy ai cũng hay hết. Phải công nhận là ai cũng hay hết. Xin cảm ơn thủ lĩnh Hồ Việt Trung. Và bây giờ là phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ạ. Phần trình diễn hay còn rất là dễ thương. Chúng ta không nói phần thi thố ở đây nha. Phần trình diễn công tâm mà nói thì nghe thì thấy giọng của Thiên Bảo rất là hay, rất là dày và rất là tròn, hát tròn bài. Đặc biệt Bảo biết xử lý những cái câu thay vì mình hát mình nói để mình nhấn nhá thêm. Đó, tạo cái điểm nhấn rất là tốt. Bé công chúa rất là lanh, rất dễ thương. Bé bắt kịp nhịp với Thiên Bảo. Bé hát cũng rất là tốt, giọng cũng có chất giọng đó, có màu đó. Nhưng mà về cái cao độ với lại cách xử lý thì bé chưa có đủ kinh nghiệm. Từ từ bé sẽ được kinh nghiệm trau dồi tiếp theo. Nên chú chọn màu đỏ để khích lệ bé. Chúc mừng. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn giám khảo ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời hai đấu sĩ bước lên khoảng không bí ẩn. Chúng ta đã có mặt trên khoảng không bí ẩn. Chị Dạ ơi, chị Dạ ơi. Ai vậy? Em đây, cho em có thể bước lên đứng kế công chúa bong bóng của em được không? Tại vì em không muốn công chúa của em phải đứng một mình. Em có thể bước lên và đứng ngay vị trí của công chúa em cũng được. Được luôn, nếu như cho phép. Mời Quốc Khánh. Dạ, em sẽ lên. Công chúa của em ngày hôm nay đã thể hiện một cái phần trình diễn rất là tốt. Có vẻ là cô bé hơi bị rung nhẹ. Và em không muốn cô bé phải rung rẩy khi đứng trên đây. Cho nên là em nghĩ là em sẽ đứng vị trí này thay cô bé. Cảm ơn em. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà con rất là tự tin. Nếu như con có rớt đi nữa thì con cũng tin là có rớt thì có vấp ngã thì con mới đạt được thành công. Trời ơi. Hay quá con ơi. Trời. Xuất sắc. Chú cảm thấy bất ngờ về con lắm luôn á. Cho nên là con cứ... Đứng đó đi. Đứng đó. Tuổi trẻ con phải trải nghiệm nhiều. Cái này là chú trải qua nhiều rồi đó. Thì chú nghĩ là chú sẽ thay mặt con. Nhưng mà con nói như vậy thì ok. Good job, good job. Cảm ơn sự động viên của Quốc Khánh dành cho đối sĩ của mình. Bây giờ sẽ là kết quả cho bài hát đầu tiên. Đấu sĩ nào sẽ đi tiếp và đấu sĩ nào sẽ dừng lại? Xin được chúc mừng đấu sĩ Thiên Bảo và thủ lĩnh Khá Như. Chúc mừng con. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại sân khấu. Với tâm thế thừa thắng xông lên thì xin mời thủ lĩnh Khá Như hãy tiếp tục chọn đối thủ cho mình. Dạ, lúc nãy là bạn Khánh đã thách đấu với đội em. Thôi thôi, bên tôi còn có hai người, đừng có thách nữa, đừng. Thôi em nó sợ rồi. Nhưng mà đi. Em liếc mắt qua bên kia em thấy được cái sự mà điềm đạm chững chạc của người anh của em rất là bản lĩnh. Ngủ rồi. Ngủ rồi nè. Kêu dậy đi chứ ngủ rồi. Anh Trung. Ngủ rồi. Chơi em ngủ uổng vậy. Về chơi xong chưa? Xong chưa. Gì vậy? Sao chưa gì tự nhiên nhót vậy? Ủa đâu mình đang chơi game show mà. Đúng rồi. Quên. Anh đội trưởng mà. Đội tên gì nhớ tên không? Thành Long Công Hạc. Đúng rồi. Thành Long Công Hạc. Dạ. Cái Thiên Bảo của em á là con muốn thách đấu đội của chú Hồ Việt Trung đúng không? Chú cảm ơn con. Nhước qua đây đi thiệt á. Cảm ơn con nha. Thiệt á. Bé giỏi dễ thương. Bây giờ con chọn đi. Con chọn đối thủ mà con muốn thách đấu. Con chọn anh Minh. Em chọn anh Minh. Anh Minh đồng ý không? Đồng con đồng ý ạ. Yeah. Hai người đàn ông nha. Xin mời thủ lĩnh Hồ Việt Trung hãy chọn bài hát. Ngủ nữa. Sao ngủ hoài vậy anh Trung? Không, đang suy nghĩ. Ủa gì hả? Tưởng ngủ. Bình tĩnh, đang rồi, suy rồi, nghĩ. Em, rồi, đang, rồi. Em đang coi cái bài nào mà nó... Rồi, hồi nãy là mình hát một bài hát nhẹ nhàng rồi. Bây giờ em muốn cho không khí sôi động hơn bằng một bài hát sung. Sung. Đó là bài... Lười. Bài lười. Bài gì? Lười. Nếu như lười mà Trung. Sung. Anh Trung, nếu mà anh giới thiệu bài lười á, thì anh phải nói là sau khi mà mọi người đã tràn ngập cái không gian lãng mạn đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát phù hợp với cá tính của anh. Đó là bài lười. Ủa gì có hợp cá tính gì đó? Đúng rồi, tại vì tới chơi game show mà ngủ hoài. Đâu, em suy nghĩ chị, em đang tính toán cái chiến thuật của đội của em.
Rồi. Mọi người thấy em nhắm mắt là mọi người em đang suy nghĩ đó. Đang suy nghĩ chứ không phải ngủ gục đúng không? Dạ không, em vô em nhắm mắt tí nha. Rồi. Rồi con thi đi. Hai đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Dạ, con sẵn sàng. Trận đấu sẽ được phép bắt đầu. Phần trình diễn hết sức sôi động của hai đấu sĩ. Quốc Khánh là một người không có chuyên môn về âm nhạc, mời em nhận xét về phần trình diễn này. Vâng, sau đây là những lời nhận xét không chuyên của em. Thật sự thì lúc đầu em đã có một cái sự nể với lại bạn Thiên Bảo bên đây. Nể? Và em cảm thấy đây là một đối thủ rất là mạnh, cho nên em hơi bị lo sợ với lại một cái bạn bên đây ra. Một cái em rất là lo, em sợ bé sẽ bị bên đây khiếp vía, tại vì bên đây quá là bình tĩnh. Nhưng mà ngược lại bên đây phải nói là cho một cái ngọn lửa rất là mạnh. Và phải nói là bên đây vừa cái mức lên tới đây nè, ở đây lên tới đây nè. Đó, không chuyên âm nhạc cho nên em chỉ hình dung được đó là vậy thôi. Dạ. Thì cảm thấy là cái lửa của hai bạn á
bên này đẩy lên là bên kia đẩy lên, bên kia đẩy lên, bên kia đẩy đây đây đẩy, và đẩy đến mức mà cảm thấy sân khấu mình nó rất là nóng á mọi người, đúng không? Là cái kiểu vậy. Đây là một cái trận chiến không cân sức. Không cân sức. Khoan, xí xí. Không cân sức với em á. Cái trận chiến này không cân sức với em. Đây là một trận chiến rất cân sức. Em đừng có đem cái sự đuối sức của em rồi em nói người ta không cân sức. Mọi người thấy mọi người. Với cái sự mà kiến thức về âm nhạc mầm non của em thấy các bạn này hát, cái điều quan trọng nhất của một cái bài hát sôi động là các bạn làm được cái nhiệt, làm cho tất cả mọi người đều nhún nhảy theo. Hay hay dở không có bàn, tại vì thật ra bản chất các bạn khi mà đứng đây là các bạn đã hát rất là hay rồi. Nhưng mà điều quan trọng là các bạn làm cho tất cả mọi người, cô chú, cả khán giả, cả các anh chị ngồi đây cảm thấy rất là thích thú, và đó là điều mà rất là đáng hoan nghênh của hai bạn. Chúc mừng hai bạn lệnh cả như. Đây là một trận chiến của Sơn Tinh và Thủy Tinh. Wow. Nói gì nữa được không? Sao vậy? Em cũng văn học lắm mà sao vậy? Đừng có nói vậy, nghe người có kiến thức về âm nhạc nói. Hai con hát rất là cháy và nóng. Khi mà hai con hát là em tưởng tượng ở đây giống như là cái lò bánh mì đó chị. Lò bánh mì, cái phần trình diễn của các bạn á, tuy cái bài hát là lười nhưng hai con không lười chút nào cả. Xin cảm ơn thủ lĩnh Hồ Việt Trung. Về đây. Về đây. Em còn nói được quá vậy xem. Thôi, chưa nói hết mà. Thôi, như đó đủ rồi. Thôi về ủ Thanh Long đi, chuyện nào chính thì nói. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những nhận xét có chuyên môn. Xin mời ban giám khảo ạ. Lúc nãy Thi Thiên Bảo diễn cái bài đầu tiên á thì cô Nghi đã biết là cái giọng hát của con, cái âm sắc của con như thế nào rồi, hát giống như một chàng hoàng tử vậy đó. Mà qua đến cái bài này thì cô cũng kỳ vọng hơn. Thế là bất ngờ vì Thiên Bảo hát bài này nhịp rất là ổn, rất là chắc, và không có sợ mà cao độ này kia, con làm rất là ổn. Thì cô thấy rất là bất ngờ về bài hát này. Còn Hoàng Minh, lúc đầu con vào có vẻ nó hơi run một tí xíu, sau đó con lên một cái nốt cao thì bắt đầu là cô thấy trời, cái bạn này cái giọng khỏe quá, giọng lên quãng cao tốt quá. Nhắc một tí xíu nhỏ thôi, con feel rất là tốt. Nhưng mà mình hạn chế mình feel, tại vì thường một bài hát mình nên có những cái đoạn nghỉ, nên có những cái đoạn để nhạc lắng xuống một tí xíu, mình đừng có hát hết bài. Đó là cái điểm mà mình nên tiết chế tí xíu, hạn chế feeling lại tí xíu ha. Dạ, cảm ơn hai con. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời hai đấu sĩ cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Và bây giờ mời hai đấu sĩ hãy vào tư thế chuẩn bị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả. Ai sẽ là người đi tiếp và ai sẽ là người dừng lại? Kết quả sẽ được công bố ngay sau đây. Thủ lĩnh Hồ Việt Trung cùng với đấu sĩ của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng thủ lĩnh Hồ Việt Trung. Chúc mừng, bắt tay cái coi, chúc sao khóc. Em mừng chị. Mừng hả? Dạ, em tưởng em xa con em rồi nhưng mà con em quanh lại với em rồi. Trời ơi, cha con gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi thấy thương. Ủa quá. Ủa chị ơi. Ủa, làng bé nó đi nước ngoài luôn rồi hả chị? Con em đâu chị chứ? Con em đâu chị chứ? Bình tĩnh lại. Biết rồi, thầy phải chấp nhận sự thật chứ. Mình vẫn còn hai đứa con gái mà Như. Em nhớ rồi. Bình tĩnh. Không, hai chị bình tĩnh lại, bé nó ngồi ở dưới bình thường. Không có gì hết. Trung mà. Bây giờ thì mình hãy chọn đấu sĩ để mình đấu tiếp đi. Sau khi đội em vừa ăn một trái sầu riêng cái mơn thật là ngon. Rồi, ăn sầu riêng. Sầu riêng cái mơn. Cái mơn đó thì bây giờ tôi không muốn ăn gì nữa. Dạ, bọn con muốn ăn táo ạ. Đừng. Ăn táo. Ăn táo. Muốn đổi khẩu vị, chị ăn táo. Ở bên đó có hai trái táo. Táo đỏ lè và táo xanh. Hãy chọn táo cho mình đi nào. Dạ, con muốn ăn táo đỏ lè. Sao vậy? Thủ lĩnh Quốc Khánh. Ngồi đây chơi cho vui thôi mà. Táo đỏ lè là... cũng hay ha. Bé bên đây tên là Anh Minh. Thì đấu với đấu thủ của em lại tên là Văn Minh. Văn Minh. Nghe cái tên là biết bé này không bao giờ xả rác hoặc là nhả xin gum bừa bãi rồi. Thì chắc chắn bé sẽ ca rất là hay. Chiến đi con.
Dạ con xin mời chú Quốc Khánh chọn bài. À chú được quyền chọn bài đúng không con? Dạ. Để mình rút kinh nghiệm của đợt trước, bé Anh Minh lúc nãy ca bài nó sôi động quá, là thấy bé có một cái thế mạnh rồi. Bây giờ mình mà tiếp sôi động, người ta có cái đà, người ta sôi động hơn mình. Đúng rồi. Mình phải chơi chiến thuật, bên đây là tụi em là táo tợn dữ lắm. À, cho nên em nghĩ là em sẽ chọn một bài hát sâu lắng. Sâu lắng. Thật là sâu, để mà coi như là ngược chiều với đối thủ và thử cho bé Anh Minh bên kia là ca những bài hát sâu lắng như thế nào. Và tên bài hát thật là sâu của em là gì? Sâu mà phải đi về bên trong nha. Ok. Em sẽ chọn bài hát nước ngoài. Nước nào? Nước ngoài. Cái tên là gì, tên nước nào? Bài hát nước ngoài. Bài hát nước ngoài. Biết là nước ngoài nhưng cái tên nước bài nào? Hát là gì á? Đúng nước rồi nào? Cô là vị dạ. Bài hát tên là nước ngoài. Cô biết cái bài tên nước ngoài rồi. Nhưng mà nãy như nói là nước nào? Dạ, nước nào? Thiệt á, anh Phan Mạnh Quỳnh coi chương trình này giùm em đi thiệt. Bài hát người ta, nhạc sĩ người ta đặt tên là nước ngoài. Dạ, và bài hát Việt Nam mang tên nước ngoài. Xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Song Minh. Hay quá, Song Minh. Song Minh nha. Cố lên. Quang Minh và Văn Minh, tụi con có lời thách đấu nào dành cho nhau không? Chúc bạn may mắn được sao. Khét quá. Trời ơi. Anh chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ lọt hố thôi. Chuẩn bị tinh thần đi, sẽ vào hố thôi. Đó là hai lời thách đấu của hai đấu sĩ. Và bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu. Cô thích bài này. Mẹ ơi con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm trang ôi, để phơi gió rét bên trời. Mẹ bên đây tiếng rơi nhiều, chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người cùng mày sống chung mấy anh em, chỉ lúc trắng yên mình bạn con nó không một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài. Chúng con mến thương nhau một mai nào.
nắng xanh trời rồi nơi nương náu một thời về trong đôi má. Trình diễn của hai anh. Thủ lĩnh Hồ Việt Trung ngồi cạnh ngay tôi đã khóc rất nhiều khi mà nghe ca khúc này. Không, ảnh khóc từ đầu chương trình rồi chị. Nãy giờ chưa hết khóc á. Chia sẻ cảm nghĩ đi, sao mà khóc? Sao khóc? Nghe bà đẹp nhớ nhà quá. Sao nhớ nhà? Về thăm mẹ đi. Ủa, hoàn cảnh của em cũng giống vậy sao? Dạ, mẹ ở xa lắm. Mẹ ở đâu? Quận sau. Xa quá vậy đi. Em ở quận 7, cách một quận. Thì bà hát này hay, hai con hát cảm xúc. Em không kịp được bắt gì ạ. Sợ quá. Nãy khóc tôi tưởng mẹ Trung ở quê không á. Ở đây ở thành phố rồi, bương chải, lo lắng cho gia đình. Lâu quá không đi làm, lâu quá không về thăm. Ai ngờ ở quận 7, quận 6, cách một quận. Lâu quá không về thăm chị, không chuyện gì. Xa lắm chị. Xa lắm chị. Đúng đi rồi. Tốn 15 ngày tiền xăng. Trời đất ơi. Thôi đi, hỏi nhận xét gì đi. Thủ lĩnh Khả Như. Dạ, cái điều quan trọng của bài hát này đó là cảm xúc. Và các con làm cái bài hát này nó cảm xúc rất là nhiều. Và điều đặc biệt đó là cô không nghĩ là các bạn nhí sẽ hát cái bài này nó cũng có cảm xúc như vậy. Tại vì thường là những người lớn họ hát á, thì nó sẽ có được cái sự từng trải hay có người thân này nọ, thì nó sẽ có một sự trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà khi các con hát á, làm cho cô cảm thấy giống như là ai cũng có một cái nỗi niềm á, không có phân biệt tuổi tác á, làm cho cô cảm thấy rất thích. Cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn thủ lĩnh Khả Như. Cô ạ. Quốc Khánh, em thấy sao về đấu sĩ của mình sau phần trình diễn vừa rồi? Rất là bất ngờ với bạn Hoàng Minh, tại vì lúc nãy bạn ca một bài hát sôi động đã hay lắm rồi, nhưng mà đến những cái phần sâu lắng bạn ca cũng cảm xúc không kém. Và đây là một đối thủ rất là đáng gờm và em đang rất là lo. Và một cái điều em bất ngờ hơn nữa đó là cái bạn Văn Minh bên đây, nhìn bề ngoài bạn ta có vẻ rất là làm cho chúng ta liên tưởng tới nhân vật Nobita. Rất là hiền. Đúng rồi. Nhìn rất là hiền, nhưng mà cái nội lực khi mà bạn nó ca ra cái giọng một cái, em có cảm giác như bạn này là U35 hay sao đó. Dạ, cái giọng già và cảm xúc. Wow. Là một người rất là có chiều sâu. Lúc nãy là em sợ, nhưng mà em phân tích một hồi em thấy em không còn sợ nữa và em xin được phép ngồi. Ok, mời em. Ồ, quả là một thủ lĩnh rất là tinh tế ha. Ở phía ban giám khảo thì tôi thấy màu đỏ có phần chiếm ưu thế hơn. Xin mời một giám khảo đại diện cho màu đỏ nhận xét ạ. Chú Hoàng Luân chào hai con. Thực ra khi mà nghe hai con hát á, thì chú bị mơ hồ, chú bị tập trung theo hai con luôn. Chú không có quyết định được mình nên chọn ai, tại vì hai con hát đều rất là hay. Ai có một cảm xúc, một thế mạnh riêng của mình hết. Cuối cùng mà chú có chọn màu xanh nhưng sẽ bấm lại màu đỏ, tại vì Văn Minh không nên feel bè khúc cuối. Nó làm mất đi cảm xúc, tại con feel nó bị trên, bị phô nó quá nhiều. Nó làm lạc hẳn ra khỏi cái co của bài, hợp âm bài á. Nên thôi chú chọn bạn áo xanh. Chúc hai con luôn tự tin nè. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Cô Dạ cũng thấy là ở phần cuối á, con feel nó hơi bị không an toàn lắm á, nó hơi bị trên chút xíu. Thì con có cảm nghĩ gì khi mình không trình bày tốt cái phần đó? Dạ thì giống như các cô chú ở đó đã nói với con, thì con sẽ rút kinh nghiệm và ngày càng tập luyện nhiều hơn để cố gắng phát huy nhiều hơn. Cảm ơn con. Anh Minh ơi, anh đứng trên đây anh có thấy vui không? Trời ơi. Anh đứng trên đây anh cảm thấy rất là vui vì ước mơ của anh là được đứng trên một sân khấu lớn như thế này. Và xin mời hai đấu sĩ hãy vào tư thế chuẩn bị. Chúng ta đang rất là lo lắng, không biết liệu kết quả sẽ như thế nào. Đấu sĩ nào sẽ là người tiếp tục và đấu sĩ nào sẽ là người dừng lại ở vòng. Ngay bây giờ sẽ là kết quả của đội thủ lĩnh Hồ Việt Trung và thủ lĩnh Quốc Khánh. Chào mừng các
vị đang đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Pictures thực hiện. Và Ngọc Hà ơi, một tuần đã trôi qua rồi, cái cảm giác hồi hộp của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn đúng không con? Dạ đúng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả. Xin mời kết quả. 3, 2, 1. Xin mời. Tạm biệt con. Tạm biệt anh Minh. Chúc mừng thủ lĩnh Quốc Khánh cùng với đấu sĩ Văn Minh. Yes. Xin được chúc mừng thủ lĩnh Quốc Khánh. Yes. Yes. Bây giờ mời thủ lĩnh Quốc Khánh hãy chọn đối thủ cho mình. Lúc nãy có vẻ là mọi người thấy cái nét mặt của em có vẻ là em hơi e dè. Dạ vâng. Quá trời ơi. Ủa sao mà tránh né ánh mắt của nhau vậy Trung? Em muốn ăn gì? Có sầu riêng và thanh long chưa chín. À, có một gương mặt bé này ngồi chéo chân rất là thoải mái. Cười lại tươi nữa, trời đá lông nheo đó chị. Trời đất ơi. Rất là thách thức. Thách dạ. thức quá. Được. Cho nên quyết định của em là sẽ cho anh đấu với lại bạn áo cam bên đội của chị Khả Như. Oh. Mời thủ lĩnh Khả Như chọn bài hát. Con không có gì sợ sệt, tại vì tụi em không có cái tâm lý nào sợ sệt hết. Với cái vòng này em muốn nhân văn hơn. Nhân văn sao nào? Em muốn nó hơi hướng về gia đình nhiều hơn. Và bài hát mang tên là Tình Cha. Wow. Ồ, khó nha. Khó đó. Tình Cha. Khó nha. Rồi, xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu ạ. Mời con. Hai đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Dạ em chưa. Ủa sao vậy? Cảm thấy giống như là người ta nhìn mặt đặt tên em không chịu. Vậy bây giờ em muốn sao? Kiểu người ta cứ chỉ ai là ra em không chấp nhận, em không khuất phục. Vậy bây giờ sao? Em muốn quậy lên. Quậy sao? Em dùng quyền chuyển. Chuyển? Dạ. Thủ lĩnh Khả Như đã dùng quyền chuyển à? Dạ. Đây, em sẽ dùng quyền mà em có được ngay từ lúc đầu. Và xin mời con Minh Thư, con hãy vào vị trí. Mời con gái. Để thay dành đổi con cái vòng thuật sau. Wow. Dạ, bây giờ thì em sẵn sàng rồi ạ. Thủ lĩnh Khả Như đã sử dụng quyền chuyển để chuyển đổi đấu sĩ của mình từ bạn Mai Khôi thành bạn Minh Thư. Và bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Cảm ơn phần trình diễn của anh Văn Minh và chị Minh Thư. Phần trình diễn vừa rồi với những ca từ rất là da diết, rất là tình cảm và lắng động. Một lần nữa ngồi cạnh bên tôi thì Hồ Việt Trung lại thút thít. Trung à? Dạ. Sao vậy Trung? Sao lại khóc nữa vậy? Nhớ cha. Nhớ cha. Những bài hát cảm xúc quá. Thật ra cái dòng nhạc này là sở trường của chú Hồ Việt Trung. Cho nên là chú Trung mình có thể mình trình diễn một vài câu hát trong bài Tình Cha gửi đến cho hai bạn cũng như là quý vị khán giả không? Được rồi. Cái câu đỉnh điểm á. Cái câu mà dài hãy nhớ đó. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người và có nơi chờ bao giờ dối gian. Trời ơi, hát hay mà hát ít quá vậy. Thì kêu hát có một câu thôi. Hát một câu dài thôi. Một tràng pháo tay nữa dành cho Hồ Việt Trung ạ. Quá tuyệt vời. Ngọt ngào, dễ sợ. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Chào Văn Minh với lại Minh Thư. Quan điểm của cô thì cô nghiêng về bạn Minh Thư tí xíu. Tại vì thực ra cô đã nghe giọng của Văn Minh rồi. Cái bài này thì cô cũng kỳ vọng nhiều hơn Văn Minh tí xíu. Nhưng mà có lẽ là do con hơi rung hay là do chưa có cái sự hòa hợp được với bài hát á, cho nên có đôi chỗ con hơi bị với so với giọng hát của con. Còn Minh Thư thì cô thấy con rất là dễ thương cũng như giọng hát của con rất là dày dặn. Dạ. So với cái dáng hình của con. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn hai bé. Cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Bởi vì thủ lĩnh Khả Như sử dụng quyền chuyển, cho nên khi mà bước lên khoảng không bí ẩn thì
Người đứng trên vị trí đó sẽ là Mai Khôi. Mời hai đốc sĩ cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Đi con ơi, đi. Chúng ta đang có mặt trên khoảng không bí ẩn. Con ơi, cô dạ, cũng như là quý vị khán giả rất là muốn nghe con hát thử một đoạn nào đó, một cái bài hát mà con thích nhất, để nghe xem là cái giọng hát của con có hay không. Mời con. Dạ, thực ra là con cũng khá thích bài Tình Cha vừa rồi, cho nên là con xin được phép hát lại một đoạn đầu của bài Tình Cha. Ồ, hay, hát đi con. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Gì con? Con thấy chú Quốc Khánh nãy giờ ngồi mệt quá, nên con muốn cho chú Quốc Khánh đứng ở trên đây cho nó khỏe một xíu. Cho nó khỏe một xíu. Chú, lên chú. Thấy tội chú ngồi gì. Ủa sao tự nhiên đi Khánh không đi nổi ngang vậy Khánh? Bây giờ hai mình đứng không? Chơi luôn đi ạ. Xin mời hai chú lĩnh nè. Wow. Ủa sao vậy Khánh? Em vậy mà em sợ độ cao hả Khánh? Sợ chứ. Sợ chứ. Chị già, chị hỏi em đi. Em mới là người cần muốn nói với người đâu. Em sợ quá. Ủa vậy mắc gì mình thách thức người ta? Em nghĩ là Khánh không chấp nhận hay nhờ Khánh chấp nhận em sợ. Lỡ rồi mình lớn rồi mình nói lời phải giữ lấy lời kia không? Đúng. Hai vị thủ lĩnh đã vào tư thế âm nhạc than 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 than. Ủa? Ghê quá. Âm nhạc đã vang lên. Giây phút hồi hộp bắt đầu. 3, 2, 1. Xin mời. Mọi người đừng lo, Khả Như sẽ quay lại. Xin được chia buồn cùng với thủ lĩnh Khả Như và chúc mừng thủ lĩnh Quốc Khánh. Yes. Yeah, yeah, yeah. Mời tất cả mọi người hãy quay trở lại sân khấu. Quốc Khánh à, hãy chọn đấu sĩ đi. Dạ vâng. Đúng rồi. Ủa sao gì vậy? Em còn có một đứa. Ủa sao? Ủa gì nữa vậy? Sao vậy chú Chung, sao vậy? Sao mà ai chưa, người ta chưa chọn mình, sao tự nhiên mình sợ vậy? Em biết là thời tới nữa rồi. Đó, thời mình mà, với lại bên mình cũng còn đông mà. Dạ, thì em thấy vậy là em biết thời tới rồi. Thì đó. Ủa? Ghé chơi, Khánh ghé chơi. Qua đây chơi, qua đây chơi, ngồi chơi, ngồi chơi. Ngồi chơi, mời, 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 mời. Chơi, ăn gì anh Liêu nè. Muốn kiếm thanh long đúng không? Đúng vậy. Em từ cái loại thanh long nào mà nó ngon. Dạ. Nó mềm mà nó dễ ăn. Trái này chưa chín em ạ. Trái này thì nó hơi ương ương. Em ăn cái nào? Chưa chín. Ồ, ương ương. Cái nào ăn vô cũng bị đau bụng quá nha. Thôi như vậy đi. Bé này thì có vẻ là hơi nhỏ hơn một tí xíu so với lại bé Văn Minh bên em. Mà đã gọi là Văn Minh rồi, mình phải chơi một cái gì đó, một cái trận đấu nó cân sức. Cho nên chắc là em chọn bé áo đen này sẽ ngang tầm nhau về chiều cao, và em mong họ cũng sẽ ngang tầm với nhau về giọng hát để mà thi đấu với nhau. Không có ngang tầm về chiều cao chú ơi. Không, bước ra, không, bước ra thử. Đây, đứng xích vô, đây, đứng xích vô nè. Đó, à. Chắc em xin rút lại lời nói. Đã quyết định rồi, trời, ok, được rồi. Ủa, như vậy chưa? Trời ơi. Khó vậy, sao ca bài khó vậy? Mời hai đấu sĩ xuống sàn đấu. Cố lên con. Trận đấu xin phép được bắt đầu. Xe không kính không phải xe không có kính, bơm giật bung rung kính vỡ đi rồi.
dâng tay anh đi. Thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gáo. Muối bay rừng già cho dài mà tay áo. Hén dâu rồi em có lấy măng không? Nước xua đi nỗi nhớ em xuống núi nắng về rừng rỡ cay nhánh cay gạt mối duyên tư. Khi mà ở cái độ tuổi này của hai con mà lại có thể thể hiện ca khúc này một cách tuyệt vời như vậy, quá tuyệt vời. Thủ lĩnh Quốc Khánh, sao mà khi em nghe đấu sĩ của đội bạn thể hiện ca khúc thì em cứ giò đầu bứt tóc, tại sao vậy? Thực sự thì bạn nữ bên đây của anh Trung ca rất hay, bạn đó ca những cái nốt treo rất là cao. Nốt treo. Bên đây thả diều thì bên đây cũng hát những cái nốt trầm. Sao em càng nói thêm sai quá vậy ta? Thôi em, nốt thả diều hát người ta chứ không phải là cái rạp xiếc mà em nói. Không, ý là ở đây là bạn nữ ca rất cao và bạn nam phải có những khoảng trầm như vậy, nó thành những cái mảnh ghép lại với nhau. Thì bạn nữ ca hay thì một phần là cũng do bạn anh Minh này đẩy bạn nữ lên cứ kiểu vậy. Ồ, đúng không? Vâng ạ. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Chú Hoàng Lưu xin chào hai con. Thì đây một ca khúc rất là nổi tiếng. Tại sao chú chọn màu xanh? Tại vì bạn nữ hát rất là tốt nha. Giọng nó có màu soprano rất ok. Bạn nam cũng rất là sáng. Chú thấy con là một mình một cõi vậy đó. Tức là bài nào không cân được hết á. Và chú đã chọn con tại vì con hát là con diều được bạn nữ theo con. Chú chúc mừng hai con. Hay quá anh ơi, cảm ơn anh, hay quá anh ơi. Bình con em đúng, em cảm ơn anh. Trời ơi, nói chuyện có lý, anh này dễ thương, đẹp trai. Nãy giờ em thấy anh là đẹp nhất chương trình. Xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Và để không làm mất thời gian của tất cả mọi người thì xin mời hai đấu sĩ hãy để tay vào tư thế. Xin mời kết quả. 3, 2, 1. Xin mời kết quả. We'll be right back.
tân thủ lĩnh Hồ Việt Trung. Quay trở lại sân khấu nào. Thưa thủ lĩnh Hồ Việt Trung, bây giờ mình đã thắng rồi, mình hãy đi chọn đi, mình thích ăn gì? Sầu riêng cũng ngon. Thì mà coi sầu riêng cái cây. Dạo cái giữa trái cây. Em đang bị tiền đình, em đau bụng, đau bao tử, đừng kiếm em ạ. Bệnh hả em? Dạ bệnh nặng lắm, bệnh nặng lắm. Bệnh đi thôi mình tha. Dạ tha đi anh. À, thăm nhà táo coi. Ui, thăm lạnh người ta. Ủa sao vậy, sao nhiên lạnh vậy? Nhà lạnh lẽo quá, không có ai hết trơn. Cô đơn chống chảy quá. Ủa đâu rồi, đàn con của mình đâu hết trơn rồi. Ủa, Bình ơi. Ngọn ngoài hết rồi. Dưới kia rồi. Trời ơi, có đau bụng. Thôi mà anh không mấy gán đến nơi, tháng sau em trả được không? Ủa? Hồi nãy qua bên kia xỉa xó dữ lắm mà. Trời ơi, thôi ngồi xuống à, từ từ nói nè. Dạo này làm ăn khó quá, thôi anh uống miếng nước đi rồi nói chuyện tiếp nha. Đem khui nước, trời đun quá khui không được chảy nước luôn mà chị ơi. Nó khui không có được. Thôi là được rồi, có gì đâu luôn. Dạ. Anh qua chữ là thăm em như là con thôi. Dạ. Tâm cho nó vui thôi. Dạ. Đâu bao giờ làm khó ai bao giờ. Dạ đúng. Đừng có khóc mà anh thương. Em biết là thời gian qua em có lỗi với anh nhiều lắm. Đội anh bây giờ là hai người. Hai người đông lắm. Em biết cái khả năng của con anh hát như thế nào rồi. Em biết. Hát không? Em nhìn bé là em biết có thần rồi, bé sau này là ngôi sao. Trời ơi, em biết là quá tốt rồi. Cái gì vậy? Thì thôi bây giờ nè. Hàng sớm. Giờ Khánh cũng nói vậy rồi thì thôi. Cái gì nữa? Chồng này thì sao? Anh vậy vậy? Anh cho bỏ nha anh. Đúng rồi. Hai người nói chuyện với nhau đi. Chồng này anh sẽ chọn. Trung ơi, quyền lực quá. Con em ra đây. Con em ra đây. Cái gì vậy? Ra đây con, ra đây. Chồng bên này nha. Cái gì vậy anh? Thôi. Hả? Bé nó hiền quá mà. Từ từ. Chị em nó phải cho thương nhau, cho nó đi một cặp vậy đó nó vui được. Hai đứa ngồi dưới rồi, một đứa này nó buồn. Nhớ em của nó, anh của nó. Phải cho đi theo. Không ai dưới buồn luôn á. Con nhớ, con nhớ mấy bạn con không? Dạ không ạ, dạ không ạ, dạ không ạ. Khánh, cái này giống như là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đúng rồi, đây là sự quyết định để cho chị em đoàn kết với nhau nha. Đoàn kết đi luôn rồi. Vâng ạ. Quyết định. Hồ Việt Trung đã chọn đấu sĩ. Xin mời Quốc Khánh hãy chọn bài hát cho mình. À, trở mặt, chị thấy chưa? Vừa mới hồi nãy là giờ trở mặt. Qua lúc nãy là tôi diễn cái nét. Con ra đây con. Nghe lời chị, đừng có cao ngạo nữa. Đàn ông, thà cuối cùng chứ không được cuối đầu. Đúng không? Chúng ta là đàn ông. Chúng ta bị loại đầu tiên thì sao? Đây là đấu trường mà, phải có người thắng, phải có người thua. Đúng, ai cũng thắng thì ai thua. Đúng vậy. Và bài hát là gì ạ? À? Tóc hát. Tóc hát. Yeah. Xin mời hai đấu sĩ. Tuyệt vời. Xin mời. Tự tin lên con. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc về. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe dùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lặng thầm qua đây, dịu dàng tóc ơi. Nếu như lời ca thiết tha em đêm một chiều im nghe thơm ơi. Nghe mơ màng một chiều mới tiếng hát mơ màng, dường như em đã lặng thầm qua đây. Yeah.
cảm ơn phần trình diễn của hai chị. Và với không khí đang nóng như thế này, với một không khí đang rất là máu lửa như thế này, thì chúng ta sẽ đến ngay với phần nhận xét của giám khảo để cho nó còn giữ hơi nóng ạ. Xin mời giám khảo. Công nhận là cái phần trình diễn của hai đứa giờ phút này nó làm cho cả khán đài này bùng nổ. Hai đứa đều rất là tốt. Cô sẽ không có biết là chọn ai ngay bây giờ, nhưng mà trong lòng đã có người rồi, nhưng mà sẽ không bật mí. Kết quả sẽ có ở phút cuối cùng. Xin cảm ơn. Bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Vừa rồi là phần trình diễn rất là sôi động của hai đấu sĩ Trâm Anh và Thảo Nhi. Và bây giờ sẽ là kết quả. Mời hai con vào tư thế. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Xin mời kết quả. Thủ lĩnh Quốc Khánh ạ. Quá tuyệt vời luôn. Ơ kìa Ngọc Hà ơi, con có thấy ở vị trí của ban giám khảo có một sự thay đổi không? Dạ có. Đó là? Dạ đó là sự thay đổi là có chú giám đốc âm nhạc Châu Đăng Khoa. Vâng ạ, xin mời Châu Đăng Khoa hãy cho biết lý do vì sao mình lại có mặt ở đây ạ. Tại vì là nữ giám khảo Xuân Nghi hiện đang có công việc đột xuất, và Khoa thì cũng chẳng có mấy khi có cơ hội lên hình, nên là mình đã nhanh trí ứng cử vào vị trí này ngay. Cảm ơn mọi người đã đồng ý. Quốc Khánh à, mình đã thắng rồi đó. Mình chọn đối thủ đi cưng. Chà, tự tin lên hẳn à. Yeah. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm. Hỏi gì thiệt. Ủa gì vậy? Sao vậy? Cuộc đời em nói chung... Ủa, Khánh? Dạ. Có lại nào vậy? Em mới qua. Ăn gì chưa? Có xôi, ăn xôi, em mua xôi nha. Thôi, em ăn rồi. Không, em qua em hỏi thăm sức khỏe anh thôi. Không, khỏe, cha con khỏe lắm. Em đi, em về đi. Không, chắc không? Cha con khỏe lắm, em đi về, em kia đi. Sao vậy anh? Sao ai mở mới lạnh nhiều quá vậy ta? Mới lạnh hơi lạnh nha. Nhà bị dột nữa đó anh. Dành thời gian sửa sang ngôi nhà mình lại nha. Rồi, ok anh biết rồi. Em qua bên kia em nói chuyện với chị hai em xíu. Rồi rồi đi đi em. Dạ. Anh em yêu thương nhau mà. Thương nhau rồi. Dạ. Bên kia đi em. Ơi. Ủa sao bên kia chống lỏng vậy? Bên kia có cái dựa sầu riêng mà anh lên. Ủa? Mới đâu rồi? Ủa? Gì vậy? Ủa? Đi rồi. Sao mà bỏ của chạy lấy người rồi? Như. Cô. Ủa mới qua chơi hả? Mọi người mới lên trên. Không có được bỏ trốn như vậy đâu. Em biết rồi. Đâu mới qua chơi hả? Tại nãy giờ thấy chị không nói gì tưởng chị hết quay rồi nữa rồi. Đâu chứ. Hết, chị vô trong nghỉ ngơi, tính mệt. Nói nào ngay. Con tôi muốn gặp con chị. À, chi danh bảy. Trời, nói chung là nãy con chị đấu với con tôi. Thì tôi thấy bé ca hay, cho nên hôm nay tôi tới đây tôi muốn xin chị cho bé ca giao lưu với lại em gái bên nhà tôi. Chị thấy sao? Tôi thấy cái không đồng ý. Để nó ra đứng rồi nè. Con chị đi sợ hả? Chứ bé nó không hề sợ nha. Trời, có sợ gì đâu. Dạ con, bây giờ chú mời con ra đây, con hát cho chú nghe một lần nữa. Chú rất là thích giọng hát của con. Cái này là chú nói thật sự, rất là thích luôn. Đúng. Rồi thôi, bây giờ tôi là cũng đại diện bên ban văn nghệ rồi. Thì anh đây đã chọn con chị rồi. Thì bây giờ mời chị chọn bài hát. Cảm ơn chị Văn Thị Mỹ. Và bây giờ em xin hát bài gì con? Hát bài nãy mình bàn ha. 2, 3. Giọt sương và chiếc lá. Rồi xin mời hai con gái bước ra sàn đấu. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Thank you.
Sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ạ. Mỗi bạn đều có một màu sắc riêng và cả hai con đều rất là phù hợp với bài hát này. Chú thấy là ở bài hát này thì có vẻ giống như là Minh Thư đúng không? Hơi bị cuồng nhiệt quá mà đôi khi Minh Thư hơi trông trên một tí xíu. Nếu Minh Thư bình tĩnh hơn ở trong cái việc là điều khiển cái giọng hát của mình thì chú nghĩ là Minh Thư sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà lần này chú đã chọn cho chị Trâm Anh rồi. Xin lỗi Minh Thư. Dạ. Xin cảm ơn ạ. Bây giờ thì xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Và bây giờ sẽ là kết quả dành cho hai đấu sĩ. Xin mời hai con hãy vào tư thế chuẩn bị. 3, 2, 1. Xin mời kết quả. Chúc mừng thủ lĩnh Quốc Khánh. Yeah. Chúng ta sẽ quay trở lại sân khấu nào. Xin được chúc mừng thủ lĩnh Quốc Khánh. Wow, rất phong độ ạ. Khánh ơi, hãy chọn đối thủ đi. À, còn ai nữa đâu mà chọn? Dạ, đây là bạn trợ lý mới của em. Ủa, qua làm trợ lý luôn. Dạ, đúng rồi. Ngồi đây để mà hỗ trợ em trong công việc.
anh xui. Anh ủa xui da hồi nào? Ý là nãy giờ anh xui quá đó. Thì bây giờ nhà mình còn gì đâu? Nhà mình còn gì đâu? Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Chơi luôn. Con ra. Con cái rượu mời à. Con. Mình chọn bài hát đi nào. Có một bài hát mà Trung rất là thích. À. Dạ. Bài hát được mang tựa đề Em đi trên cỏ non. À. Xin mời hai đấu sĩ. Go. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Wow, hay quá.
bất ngờ, bất ngờ thật sự. Cảm ơn phần trình diễn rất tuyệt vời của hai chị. Giỏi yeah. Xin mời phần nhận xét từ phía ban giám khảo à. Ban giám khảo đang có một cái gì đó đấu tranh. Hai bạn này hát quá tốt. Bạn áo hồng là Hạnh Trang, đúng không? Hạnh Trang con có một giọng hát rất là ngọt ngào luôn. Cảm ơn cô. Còn Trâm Anh rất là bất ngờ. Bởi vì từ cái lúc mà con thi với các bạn á, thì con hát những cái nhà rất là cá tính và giọng rất là nội lực. Hình như con còn nói vào giọng Bắc nữa, mà con lại có thể hát được một cái giọng miền Nam rất là ngọt ngào. Cô rất là bất ngờ luôn. Và bây giờ tất cả ban giám khảo đang rất là phân vân, không biết chọn ai hết. Không biết chọn ai hết. Và bây giờ giây phút quyết định đã đến. Xin mời hai đấu sĩ hãy đến với khoảng không bí ẩn. Chúng ta đang có mặt trên khoảng không bí ẩn. Bây giờ sẽ là giây phút quyết định cuối cùng. Đội nào sẽ là đội chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay? Cái phần thi này cũng là phần thi quyết định giữa hai đội. Con nghĩ là mời hai vị thủ lĩnh của hai đội lên đây để cổ vũ cho các thí sinh. Vâng ạ, cháu nó nói thế rồi, không lẽ mình ngồi đó hai chú ơi. Và bây giờ sẽ là kết quả chung cuộc trong buổi tối ngày hôm nay. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là mình té chỗ nào mình đứng lên chỗ đó. 3, 2, 1. Thì xin được chúc mừng thủ lĩnh Hồ Việt Châu. Chúng ta cùng nhau quay trở lại sân khấu nào. Và sau 2 tuần dài đăng đẳng thì chúng ta cũng đã tìm được chủ nhân của giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Không ai khác, đó chính là đội của thủ lĩnh Hồ Việt Trung. Xin chúc mừng. Ngày hôm nay Trung rất là vui khi mà được đến đây tham dự và chơi cùng Quốc Khánh với lại Khả Như, cũng như là các vị ban giám khảo cùng các con. Hy vọng là sau mùa này mùa sau mời em nữa. Dạ. Cho chị hỏi là thanh long nhà em chín chưa? Dạ chín lắm chị ơi, chín lắm rồi. Mà thu hoạch được nữa? Được mùa, năm nay mùa, năm nay ngon ghê ạ. Được mùa ha. Dạ. Xin một lần nữa được cảm ơn các thủ lĩnh và các đấu sĩ. Và cảm ơn các vị giám khảo đã cùng tham gia chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.